Sẵn sàng cho mọi người. Ôi. Đó, thì là sắc lô nè. Anh giới thiệu skill đi nào, trong lúc mọi người sẵn sàng lấy thêm cái điện thoại nữa. 5 skill nha các bạn nha. Điều khiển xúc sắc 2 nè. Oscar nè, nhiều tiền có nhà nè, hộp quà xúc sắc nữa. Chạy mãi không ngừng nè. Bố xét nữa. 38% miễn phí tham quan nha, và còn đi lốt đất trống nữa. Và chống mua nhà thì đúng là skill gọi là quá quen thuộc rồi các bạn ạ. Cái skill mà nói skill chung là ai cũng thích ấy, nhà gọi là skill quốc dân. Skill quốc dân, skill auto mạnh. Skill chống mua nhà này đi với nhân vật nào cũng mạnh các bạn ạ. Thật có mạnh luôn đây. Bạn chẳng nhiên thầy có nói em thể cùi không dám chơi với VS. Các bạn ơi, thực sự nha, là các bạn có thể cùi hay không ấy thì chơi với anh đội trưởng thế nào cũng được. Đúng rồi. Bây giờ mình bắt đầu vào phát bài nha các bạn ơi. Ok. Tạo bàn nha. Phòng 1 triệu nha các bạn ơi, phát ít thôi. Nói cứ nói mồm đây thôi, tức là bây giờ anh đội trưởng đổi chiến thuật rồi. Trước anh chắc chắn sẽ thắng. Trận này bởi vì anh yếu không thì anh cũng thắng, nhưng bây giờ anh đội trưởng đã nhận ra rồi, bây giờ tốt nhất là nên khiêm tốn một chút thì lúc mà thắng thì nó còn vẻ vang. Đúng không? Bây giờ đã có hai đối thủ của mình. Bạn này không hiện tên nhỉ? Có fan Phạm Nhật Minh này. Bạn này giấu tên luôn, bạn ấy chắc đặt tên toàn giấu cách chăng? Gọi là nhân vật vô diện bí ẩn. Wow, giải stress này. Giải stress à, đương nhiên vào đây đấu với chúng mình thì mình bắt đầu luôn nha. Bắt đầu. Bạn Trần Như Thạch có nói tiền em có đầy nhưng thế rất cùi. thế thì vào phát tiền cho admin đi. Đúng rồi, vào đây phát tiền cho admin. Đơn giản thôi. Nào, mình sẽ cho một ít âm thanh loa lên nha, được không? Ok. Nào. Đây rồi, đến lượt mình đấu rồi. Nào. Có nghe thấy chưa nhỉ? Đây, mình chưa bật loa các bạn. Sorry. Mời nước đôi. Đấy, có vị âm thanh mà xuống động. Rồi, đã có loa rồi nha. Ok, có một bạn. Bạn mời. Bạn giải stress này, bạn bí ẩn này không có tên luôn. Kinh wow. Không? Bạn này cũng là thẻ sắc lô nha, nhưng mà gần mạnh bằng mình thôi. Khác gì? Hello bạn bí ẩn, em cũng có cái icon đáng yêu thế. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Nhưng mà sắc lô này là sắc lô siêu hút, còn sắc lô của mình là sắc lô xịn, sắc lô búa xét nha. Bạn trả tiền cho tao tên thật là Phạm Nhật Minh, và đây là fan Phạm Nhật Minh á. Hai đôi. Chơi nha các bạn ơi. Xem quả đen. Đen đi. Đen thôi, đỏ quên đi mọi người ạ. Kìa. Lựa cứu tôi. Ôi kìa em ơi. Thôi được rồi, mình sẽ đổ. Mọi người sẽ em, mọi người đoán thử xem trận này ai sẽ là người chiến thắng hả? Bạn các bạn nhà mình lại dùng thẻ vua chuột kìa. Và đây là bảng stress nha. Cũng là một thẻ pro 5 sao. Thẻ pro 5 sao nhưng mà cũng là kỹ năng siêu hút. Kỹ năng này thì hơi kém một tí so với các kỹ năng còn lại. Đây rồi, xem các đối thủ của mình sẽ chơi như nào đây. 8 đôi. Mọi người đang báo là anh sẽ thua các bạn sắc lô trên tên này. Mình vừa bị sắc lô kia đẩy vào. Đấy, đoạn đảo rồi. Buồn quá. Cái kỹ năng của sắc lô là kỹ năng gì nhỉ? Kỹ năng thủ của sắc lô là kỹ năng phục quả xúc sắc. Vừa có thể đi ra đảo, lại vừa mọi người di chuyển. Nghĩa là mình được đi và đối thủ phải ở đảo chơi. 8. Phan Thọ Nhân Minh đang thủ 2, còn bạn vô danh là thứ nhất. Mình sẽ tạo đặt tên cho bạn ấy là vô danh nha. Bạn đoán, mọi người đoán xem là ai sẽ chiến thắng rồi đấy. Gợi ý cho admin các nước đi luôn nha. Đấy tôi. Bạn này dùng rất là nhiều icon đáng yêu này. Toàn à? Toàn. Mọi người bảo bạn ý đang đoán bạn ý thắng đấy. Được về thôi. Ồ. Mình đã đưa hai bạn vào đảo rồi. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Kỹ năng là được đấy mọi người ạ. Nào, mình sẽ được là 10 vậy. Mọi người đừng quên comment nhiệt tình vào nha. Và UID này. Wow. Mình lại cho một bạn nữa ra đảo rồi. Kết quả thẻ. Bây giờ là chỉ có mình chơi với tất cả mọi người ở đảo. Lượt của tôi, bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Rồi. Gọi là đường trống luôn ấy. Chỉ có phi xe thôi. Phi xe. Một mình băng băng với đích các bạn ạ. Đây này, mọi người đều nói là bạn bí ẩn thắng.
giải stress thắng. À, anh là 100% là thua. Áp 100% thì xây một biểu tượng thành phố. Buồn quá, mình đang nghĩ là áp 100% thắng. Tám đôi. Rất nhiều bạn đoán bạn vô danh này thắng này, đúng là kiểu một người bị ẩn dạ mà vào một cuộc đấu ấy. Không có, bạn ấy không có background gì, không biết bạn ấy ở đâu ra. Không biết là ai, không biết ở đâu ra. Không biết là gặp hôm nào. Ây à, vô danh đẩy mình vào tù mất rồi, buồn quá. Đúng là nhân vật xăng lô này vừa mạnh vừa khó chịu. Ây da. Wow, lại được đi tiếp này, bạn chống mua nhà. 11. Ôi trời ơi. Có bạn Trần Thị Đầy tin anh là hôm nay anh thắng. Cố lên. Đừng phụ lòng các bạn, hôm trước là anh đã phụ lòng mấy bạn ở đây. Mình disconnect được các bạn, đợi mình lắm nha. A few moments later. Bị lắc, lên rồi mọi người ạ. Anh đội trưởng quên không ấn nút ấy. Mọi người thấy màn hình lên chưa ạ? 5. Wow. Ôi, được bảo kê luôn này. Trời ơi, không thể nào tin được. 5. Mình thì không kích hoạt búa xét, mà bạn ấy lại được kích hoạt bảo kê. Quá buồn. 6. À, thấy rồi, đấy. Thấy rồi. Đẹp quá các bạn ạ. 3. Bạn Đặng Lê Lê thấy chưa nhỉ? Một ô đã đủ mua. Nhưng bạn thấy rồi đấy, em nghĩ là lên rồi đấy. Cút tui. Vừa nãy mình quên bấm like các bạn ạ. Sorry các bạn nha. Quên mất một nút đấy. Bây giờ không đủ tiền để ra khỏi đường nữa. Mọi người thấy em chỉ xong một tích tắc, mọi người vừa thấy một màn hình nó chớp một cái thì anh đội tưởng là không phần trăm tiền, không đồng tiền mặt. Xem nào. Wow, sắc lô đã có 2.5 màu rồi. 6. Bạn ấy không phải là có thể mua được nữa. Wow, phá sản rồi. Đúng là kỹ năng nào của 3. Vừa bỏ không thể là bình thường được các bạn. Nhưng mà ảo ảnh là kỹ năng đặc trưng của Loki đúng không? Sao những vật nào nhỉ? Đúng rồi, ảo ảnh. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Nhưng mà vừa bỏ lại mượn kỹ năng đấy được. 4. Kỹ năng đặc trưng của Bo Bom là gì nhỉ? Kỹ năng đặc trưng của Bo Bom. Bo Bom thì được phát triển khá là lâu rồi, và qua một vài mùa sẽ được. Ô, của bạn đã bị mua lại rồi. Hiện tại thì giải stress đang là người thứ nhất nha các bạn ơi. Và Bo Bom giải Bo Bom hay nhầm vô danh chỉ đến thứ hai thôi các bạn. Đứng thứ hai một khoảng cách một khoảng khá là xa, mà giải stress đang có tận 5 mil tiền mặt. Sáng đôi. Cái này em đoán là đỏ này. Hình như mình nghĩ là mình đoán cái gì nó ngược lại ấy. Lượt của tôi. Sau này mình sẽ lại đi lên đường kia. Đó. 12. Chọn thành phố bạn muốn. Mình phải làm thế để có tiền. Tới tôi. Không thì mình sẽ bị sạc nhầm mất. Bây giờ mình đi vào đâu là mình cũng mất tiền này. Mua luôn Hà Nội. Ồ, mình hết tiền rồi sao? Mình không có sao được không? Chọn thành phố bạn muốn. Thôi, mua ít thôi. Mua nhà bé bé thôi nhỉ? Mua nhà bé thôi, hết tiền rồi. Mình là người nhà, tôi không đủ to được nữa. Bạn Citizen nói chôm là skill đặc biệt đời 1.0 của Vobom thì phải đúng không? Hả anh đội trưởng? Lượt của tôi. Đúng rồi đấy, hình như là chôm với các bạn. Mình cũng quên mất rồi. 4. Cũng hợp. Đỉnh đấy, bạn Citizen đúng là một cái phần là phần thứ nhất của mình. Wow, người kích hoạt là tiêu quá xuất sắc rồi, mình đã đưa hai đối thủ rồi. Lượt của tôi. Sao anh lúc anh không hỏi em là gì để anh chọn ngược lại? Ba. Mày thế? Mày quá. Nhưng mà bây giờ anh đi tiếp thì anh cũng bốn ơi. Đúng rồi, mình đi tiếp thì mình cũng sẽ vào cái này thôi. Nói chung là chỉ may được một lượt thôi, thế là anh cũng vào. 10. Wow, vô danh thật nhất lắm. Ui, vô danh sao may thế nhỉ? Được kích hoạt bằng cây liên tục này. Đúng rồi. Yay. Chết tôi. Xem nào. 6. Ủa, kích hoạt bố xét các bạn. Đâu bố xét là cái gì? Bố xét là mình sẽ được đi đến đất trống gần nhất này. À, hay quá mọi người ơi. 8 đôi.
Nhiều bạn đã nói giải stress thắng. Bây giờ mọi người có thấy là đây đội trưởng anh được một mưu rồi này. Trông có vẻ khả quan. Ui. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố 3. Hiện tại thì một ô đã bị mua lại. Chúng ta có hai cặp màu nha. Rất nguy hiểm. Cho còn mỗi cặp màu của mình thôi. Được rồi. Để anh sẽ vào cặp màu và một lần vô danh. Bốn đôi. Nhiều bạn đó là vô danh thắng. Một lần kế hoạch chống mua nhà liên tục thế này thì ai bảy. Mua được nhà. Tôi chưa rồi. Nhưng lượng của tôi. Sao mình chạy qua được? Thế giờ mình anh đi chậm rồi đi đổ bé ơi. Cô đi từ ở mình làm chả được. Đổ bé thôi để bạn. Là... chín. À mình nhỏ đi cả. Yes. Oh. Wow, lại cái vật bảo kê tiếp này. Ơ, nhiều nhờ, cái vật kinh khủng. Hôm nay vô danh. Đỏ quá ha. Đỏ. Anh sẽ có qua đen không nha. Em phá, dự phá như thật. Em nói đỏ thì sẽ vào đen, mà em nói đen thì sẽ vào đỏ. Chỉ cần ăn thì nói gì, chỉ cần nghe ngược lại thôi các bạn. Ngược lại thôi là chắc chắn được. Lượt của tôi. Bây giờ đến lượt mình sẽ phải ra một cái biểu tượng này xem nào. Nào để xem đã có bao nhiêu like và chia sẻ trong lúc rỗi rãi nhìn anh đội trưởng thua. Bây giờ mình hy vọng là sẽ được kích hoạt một chút thôi, không còn hy vọng là khác. 12. Ơ thật đấy. Ui. Lượt của tôi. Wow. Ha 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 ha. Nói mồm anh đội trưởng khá là thiêng đấy mọi người ạ. Ha 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 ha. Bây giờ mình sẽ cố từ 7 đi vào Hà Nội nha. Bây giờ đang có 90 like và 64 lượt chia sẻ, tổng cộng là 154. Mọi người ơi, 154 vậy thì mọi người sẽ đều được nhận 100.000 won và hãy cố gắng đẩy lên được 300. Thì tất cả sẽ được nhận 300k vàng đấy. Có thể là búa, mình không biết, đang nghĩ. Vì rất nhiều bạn cũng nói là thích búa này. Lễ hội. Lễ hội. Đến lượt sau mà vô danh đi xuống năm. Cạnh cuối là vô danh có thể sẽ lượt của tôi. Vô danh có thể sẽ ăn được cặp màu đấy, nên là mình sẽ phải phá cặp màu của vô danh trước. Ok, thế mình xây nhà của mình hay biểu tượng luôn. Ui, cố đổ ra 7 nhưng phải ra 6 các bạn ạ. Gần được. Nào, đỏ hay đen? Đỏ. Đỏ đen nha. Ui. Lần này sai lại đúng nhỉ? Lượt của tôi. Cái máy nó biết rồi đấy. Tại vì em nói là 11. Là làm được vậy, nó đã biết tactics của em. Hello đặt đặng nha. Wow, mình đã được miễn phí tham quan các bạn ạ. Tí nữa. 3. Vô danh vừa đi vào nhà mình các bạn ạ. Để né. Né vô với này. Vô với này hiện tại đang là tới tôi. Khiếp, trận này lâu thế nhở? Mình cũng sẽ đi nhẹ nhàng nha. Mình sẽ không đi nhiều đâu. 3. Chọn thành phố bạn muốn. Mình sẽ... đây, chân chi là anh có cơ hội rồi đấy. Lễ hội. 5. Bộ lần này vô danh chắc chắn là ra đi rồi. Tiêu. Phận thì mình vẫn ở đây để cười á. Ây da, trận đấu căng thẳng ghê nhỉ. Được đến 11 rồi, bất phân thắng bại. Bây giờ chỉ còn 2 người thôi. 3. Mọi người ơi, biết đâu đây là lần đầu tiên anh đội trưởng. Wow, chết rồi. Vô bọn này mình khế rồi kiểu gì. Các bạn thấy bạn cũng thích nhất tưởng. Lượt của tôi. Xem nào, mình sẽ đổ ra 5 đi, cố lên. Ui dồi, 6, không được. 6. Thôi không sao, mình mua cặp màu. Mình đi tiếp nè. Tới tôi. Wow, lần này mình đổ ra 6 và 7 là mình thắng luôn này. Oh, yes. Oh. Thắng à? Thắng rồi. Oh my god, mọi người ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời livestream phải không nhỉ? Ừ đúng, trong trí nhớ của mình.
mình lát xuống anh đội trưởng. Không. Mà ngày anh đội trưởng thắng thực sự luôn. Ui. Yes. Yes. Không, đây là cảm giác chiến thắng mà bao nhiêu lâu nay mình chưa tận hưởng các bạn ạ. Các bạn nước mắt đang tuôn rơi đấy. 5 giây để tận hưởng chiến thắng. Ôi nha, cho anh đội trưởng 5 giây nha. Anh có dám chơi tiếp không? Mình sợ là chơi thua lại buồn thôi. Anh hãy tận hưởng cái chiến thắng này của anh thêm một lần nữa đi. Một thêm một chút nữa mọi người ơi. Quá là xịn vãi trưởng thật. Tặng với chị đấy có nói là đắn đúng rồi này, cơ hội đổi đời là đây. Và đúng là cơ hội là đổi đời. Ôi là Võ Như Hải là vua bom này. À, Võ Như Hải là vua bom. Wow. Trận đấy là mình tí nữa thì thua rồi, may sao mà mình được kích hoạt bản kê để mình hồi lại được. Tức là may mà có những cái búa xếp thì khá là mạnh này. Đúng không? Có hai lần búa xếp là mình không chết, không thì mình đã chết lâu rồi. Trời ơi.